Nhà đất Hoàng Tiến trên kênh YouTube xin kính chào tất cả quý khách hàng. Để tiếp tục chia sẻ rằng những căn nhà được thiết kế có thang máy thì buổi chiều tối ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến đã có mặt tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến khách hàng một căn nhà phố được khách chịu nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền bên hông của căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang muốn giới thiệu đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài căn nhà mình lên đến 17m và được cái chịu nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và tới 4 tầng lầu. Và với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 6 phòng. Thì trong đó chỉ thiết kế 4 phòng ngủ chính, một phòng tắm xông hơi và một phòng khách ở lầu 3 của căn nhà. Thì mình sẽ có là 4 phòng ngủ chính, một phòng tắm xông hơi và mình sẽ có tới 2 phòng khách, và phía trên thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Nam và hướng bên hông là hướng Đông Nam, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh Đông cũng như là mệnh Tây Tứ Trạch. Và căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, mình có con đường phía trước căn nhà rộng lên đến 8m với lòng đường là 6m và mỗi bên mình có thêm 2m vỉa hè, và con đường ở bên hông căn nhà mình cũng rộng lên đến 8m với khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp bên trong. Và căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông, thuận tiện với khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán thêm tại nhà. Và chỉ với giá 14 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà gốc hai mặt tiền vừa mới được hoàn thiện xong và được các chị chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với khách hàng tham quan về một căn nhà được các chị chủ nhà thiết kế tặng kèm phun nội thất và có cầu thang máy có trọng tải lên đến 630 kg di chuyển từ tầng trệt lên đến sân thượng. Thì với căn nhà mình được anh chị thiết kế phòng khách ở phía trước và gara để xe hơi ở phía sau căn nhà. Mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh bên ngoài được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa được anh chị thiết kế để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và đây là khu vực bên trong của căn nhà. Thì ở khu vực không gian phía trước được anh chị thiết kế làm phòng khách thì sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị sắm sẵn tặng kèm và có kệ để tivi cũng như là mình có một cái tivi 65 inch tặng kèm. Hai bên tường thì cũng được anh chị ốp 3D trang trí rất là đẹp. Và với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế với hệ thống điện thông minh, anh chị mình có thể điều khiển và bật tắt từ xa rất là thuận tiện. Và di chuyển ra khu vực phía sau một chút là mình sẽ đến với khu vực cầu thang bộ của căn nhà cũng như là nhà vệ sinh và cầu thang máy. Và mình sẽ có một cái gara để xe hơi ở phía sau căn nhà. Với gara này thì mình có thể để tất cả các loại xe hơi vào bên trong, được anh chị thiết kế rất là dài. Với gara này thì giờ lên đến tầm cỡ khoảng độ 8m. Thì chuẩn bị anh chị sẽ tháo bỏ cái vách thạch cao này ra thì mình sẽ có thêm một cái gara xe dài thêm 2m ở phía sau căn nhà. Và mình sẽ có một cái cửa để mở ra con hẻm bên hông của căn nhà. Với căn nhà được thiết kế có gara để xe hơi ở phía sau thì thuận tiện với khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty. Nếu gia đình có nhu cầu mở văn phòng công ty thì mình sẽ kê được rất là nhiều bàn ghế và thuận tiện với khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán thêm tại nhà thì rất là thuận tiện. Với căn nhà gốc hai mặt tiền và đang có hướng chính là hướng hướng Tây Nam và hướng bên đông sẽ là hướng Đông Nam, phục sản thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và mình có một cái nhà vệ sinh ở khu vực ở dưới tầng trệt phục vụ cho khu vực không gian phòng khách và khu vực gara để xe của căn nhà. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng căn nhà, sẽ đến với khu vực không gian phòng phòng bếp căn nhà. Với khu vực không gian phòng bếp thì mình sẽ có một cái quầy bar, một bộ bàn ăn lên đến 8 ghế và có tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ An Cường rất là bền và rất là đẹp. Và mình có khoảng không gian rất là rộng và được các chị thiết kế có máy giặt và có máy rửa chén bát, có kệ để rửa tay cũng như là tivi tặng kèm và máy lạnh tặng kèm. Cũng được các chị sắm sẵn toàn bộ nội thất bên trong căn nhà, sẽ được các chị để lại cũng như là tặng lại hết cái nhà. Những cái nhà mua căn nhà này
có một cái tủ lạnh khá là lớn và có máy lọc nước cũng như là nhà vệ sinh. Mỗi lầu thì mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Khách hàng vừa mua để ở và mua đầu tư cũng như là mua cho thuê rất là thuận tiện, và chỉ với giá 14 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình. Thế nhân ta liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình thì nhà đất Hoàng Tín Hoa Hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy có trọng tải lên đến 630 kg, đến từ thương hiệu Fuji của Nhật, và di chuyển từ tầng trệt lên đến sân thượng. Và đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, phòng ngủ lầu 1 căn nhà. Mình sẽ có cửa để đi ra ban công, cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như là có bàn trang điểm, bàn làm việc và nhà vệ sinh riêng, dụng rất là thuận tiện. Và chỉ với giá 14 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình. Thế nhân tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng đi xem. Ở đây không gian phòng ngủ phía sau căn nhà sẽ có thêm một cái khoảng khoảng sân 2 mét phía sau, được anh chị thiết kế cũng như là sắm sẵn một bộ bàn ghế mây để ra vui chơi và hóng mát. Với căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp và nằm trên con hẻm thông khu phân lô nhà lầu đồng bộ, và nằm trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, gần với lại công viên làng hoa chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây, thuận tiện khách hàng di chuyển về trung tâm cũng là sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh bằng con đường Quang Trung. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm chỉ tầm cỡ khoảng 25 phút, và mình về sân bay chỉ tầm cỡ khoảng 15 phút là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà gốc hai mặt tiền. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp, đầu năm 2024 và nằm trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà được thiết kế với hệ thống điện thông minh, mình có thể di chuyển cũng như là điều khiển bật tắt từ xa rất là dễ dàng. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 3 căn nhà, sẽ đến không gian phòng khách thứ hai và phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm. Thì quý khách hàng nên xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhấn tay liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình thì nhà đất Hoàng Tiến Hoa Hàng đi xem. Một căn nhà gốc hai mặt tiền, căn nhà gốc hai mặt tiền có giá trị rất là cao, và là căn nhà được thiết kế rất là đẹp và rất là thoáng và rất là mát, và chỉ với giá 14 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh để quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà gốc hai mặt tiền và được thiết kế có thang máy rất là đẹp này. Và với căn nhà này thì anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng, nếu gia đình có nhu cầu cần vay thêm tiền thì mua căn nhà này thì anh chị sẽ hỗ trợ cho gia đình mình với mức vay tối đa căn nhà lên đến 7 đến 80% giá trị của căn nhà này. Và đây là khu vực không gian phòng tắm xông hơi của căn nhà. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển lên khu vực lầu 4 của căn nhà, đến với khu vực không gian phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước cũng như là sân thượng phía sau căn nhà. Đặc biệt căn nhà mình thì được các chị thiết kế có cầu thang máy lên đến tận sân thượng, thì thuận tiện khách hàng mua ở và mua đầu tư cũng như là mua cho thuê. Với không gian phòng bếp cũng được các chị thiết kế đưa lên trên phía sân thượng, và mình sẽ có một cái sân thượng phía trước rất là đẹp. Và khu vực bên trong sẽ là khu vực không gian phòng bếp và phòng phòng thờ, như là sân thượng phía trước và sân thượng phía sau. Với sân thượng phía sau này cũng được các chị che chắn lập mái rất là kỹ càng, được các chị thiết kế rất là đẹp. Và chỉ với giá 14 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý hàng đã sở hữu một căn nhà gốc hai mặt tiền đẹp nhất năm 2024. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đây xin được kết thúc. Hẹn lại quý hàng trong những video tiếp theo.